He don't like it. What's up, game? Hello, Hee-chan. How are you today? Hello, cố lên, thực ra muốn cố lên chứ, nhưng mà các bạn có thấy là mình chơi nó toàn nó gặp toàn những cái deck cù lìn đấy. Không phải cù lìn mà là mình đánh kiểu gì ấy. Cơn mẹ thằng này đéo dùng, nếu nó dùng skeleton anh em ạ. Quá tàm bà bận. Ok, bỏ cái phủ, bỏ cái what the fuck arrows. Ném tận 4 giây còn đéo thấy ra, vãi cả nồi. Ơ, đéo chết. Rồi, Minor with Breaker. Rocket. Không phải đâu, nó bị delay thật mà. Hello. À, có chứ, tí xem bóng đá nhé. Đến tận 2 giờ là mình sẽ 1 giờ 30 mình sẽ nghỉ. Okay, that's it. Super tanky, yeah? Thank you.
Okay, try to exit in tower. Stupid. Hello. Hello. One and one. So let's check a Vietnamese. Oh, so one in Vietnam, two opinions about it. Benny Ju. It real? And also this guy, he. Real. Streaming. He's streaming. Well, okay. I might see my log base for. Okay, no problem. Okay, good defense. He don't have tornado. He don't have tornado, so let's try activating terror. Oh, why not extra wizards, please? Why not? You know your deck? Yes. Really? Yeah, actually I know, I beat him so many times all other. Fire.
Yes. I don't have any choice. Poison coming? No, I don't think so. So, what's up? So let's hear his feedback. Esto es mucho más humillante de lo que podéis llegar a creer. Esto es mucho más humillante de lo que podéis llegar a pensar. Esto es mucho más humillante que cualquier cosa que podéis llegar a pensar. I'm famous right now. Que lo sepáis, que lo sepáis. Con TikTok, no. No, no se puede ver con TikTok, pero esto es muy humillante, chicos. Otape. 6.022 no hay, hay otra más. No chuvimos, chica, chica. Bueno, no me lo puedo creer. Mira, le voy a dar una última con el respeto, que lo sepáis. Pero me da, mày ạ. Hai giờ mới đây thì nghỉ sớm rồi còn làm một vài thứ. Xem trận ủa. Cố lấy lava clones. I love it. Anh lên chắc phải tầm 2 tuần nữa. Chắc đầu tháng 10 lên cho con nó quen với hai đó là 2 tuần nữa xong rồi tầm 4 tuần nữa thì bà nội sẽ lên đây. Lúc đấy không biết là mình sẽ livestream kiểu gì đây. Còn thì bé tẹo này. Anh cũng muốn chuyển sang cái phòng tận một khoảng 2 phòng ngủ nhưng bây giờ đắt quá. 7 triệu mới có được cái phòng 2 phòng ngủ. 7 triệu xong rồi tính cả vợ chồng nữa thì mà vợ chồng tiêu pha nữa chắc phải tầm mình một phòng một tháng thì phải 10 mấy triệu. Bắt đầu thật sự ngày xưa một mình chả suy nghĩ gì, tháng dư bao nhiêu, bây giờ có vợ con là đau đầu quá. Hai đó là bây giờ giá cả nó tăng, mọi thứ nó tăng. Trước ấy mớ rau có 5.000, 2.000 căng, bây giờ năm mớ rau tận 5.000. Hai phòng lại nhau không rẻ đâu, thằng kia nó thằng chủ nhà ở đây nó cũng tăng thêm mỗi phòng 200.000 tấm nhựa. Với lý do là bây giờ Covid đã ổn và bây giờ giá phòng tăng nên là nó cũng tăng theo. Bây giờ phòng anh một mình anh đã 3.7 triệu rồi, cộng với lại 3.8 triệu rồi, cộng với lại tiền điện nữa, tháng vừa rồi qua 4.1 triệu. Bốn triệu hai. Cái nữa một điều đó là bây giờ nó rất ít dùng đồ ga nhé, nó còn chưa dùng điện, bắt dùng điện. Ngày xưa anh ở bên nông nghiệp ấy, biết một tháng anh hết bao tiền không? 1.5 triệu, tức là đầu tháng 4 2021 anh mới chuyển sang đây. Một mình anh một tháng đắt quá,
Một mình anh tháng này, tháng vừa tháng nào cũng dưới trên dưới 4 triệu. Tiền ăn thì uống còn chưa tính. Nói chung là tại vì là đầu mình cũng nhiều ấy, mà nhiều mà thực ra bây giờ mới ngại chuyển. Cái tâm lý là bây giờ ngại chuyển. Lạch cạch mà một cái nữa là bây giờ mua nhà đắt vãi đái, nhà bây giờ toàn hồi trước